Cả hai lần mình đều bị giật điện thoại khi vừa book xong cuộc Grab. Lần đầu mình giật lại được nhưng lần sau thì bị mất luôn. Tài xế sau đó cũng hủy chuyến nên mình phải đi taxi. Lúc đó không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ đọc các trường hợp tương tự thì mình nghĩ có thể đây là một trong những chiêu thức gian cảnh của các đối tượng xấu. Hôm bữa mình mang giỏ đi Grab xém bị giật. May mà bạn Grab nhìn gương thấy có người đi theo sinh nghi nên bạn nhanh trí tấp quán đông người, xong dặn mình mang chéo giỏ lại để đề phòng bị cướp. Grab nó là ông lớn nên việc bị đối thủ chơi xấu hạ uy tín là chuyện bình thường. Mấy vụ này có thông tin tài xế kiểu gì chả truy ra thằng đó. Grab lại bị chơi xấu rồi. Thời buổi bây giờ nón áo Grab bán đầy đường ra. Grab giả, cướp đội lốt Grab thiếu gì ngoài đường. Tôi hay đi làm về muộn nên hay book Grab. Mà hôm đó book rõ ràng tài xế gần đến nơi rồi mà không thấy gọi tôi. Mà tôi gọi cũng chẳng nghe máy. Hên là mình đứng đợi trong shop. Thôi giờ chừa vậy. Hôm nay book Grab gặp ngay ông già vừa chạy ẩu vừa nói nhiều, vừa chạy đường vòng cho tốn tiền chơi. Biết thế tự xách xe đi cho lành mạnh.